Thưa quý vị, tại dự thảo lần 3, nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ hiện đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Bộ Công an đã bỏ đề xuất chỉ phạt dưới 1 triệu đồng với người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn mức thấp nhất, thay vào đó giữ nguyên mức phạt như nghị định 100 là 6 đến 8 triệu đồng. Bỏ đề xuất phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô ở mức thấp nhất. Thực tế, với tình hình vi phạm nồng độ cồn vẫn còn khá phổ biến như hiện nay, việc giảm mức phạt nhiều khả năng sẽ khiến cho vi phạm nồng độ cồn tăng trở lại. Nghị định số 100 có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2020. Theo đó, các mức phạt đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn được áp dụng tăng khá nặng để tạo sức răn đe. Sau 4 năm nghị định được áp dụng, cộng với nhiều chuyên đề, cao điểm ra quân tuần tra, kiểm soát của ngành công an, quy định không lái xe khi đã sử dụng rượu bia đã lan tỏa vào đời sống. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, biết quy định không đồng nghĩa với việc chấp hành nghiêm quy định. Các mức phạt dù nặng nhưng vẫn chưa thể thay đổi hành vi của một số đông người tham gia giao thông. Người này năm trước bị phạt mức 2 vì vi phạm nồng độ cồn, đến năm nay lại bị phạt ở mức 3. Hồi nãy giờ em có bị phạt lỗi này bao giờ chưa? Đúng em có rồi, nhưng mà cũng năm trước em có đi liên hoan công ty á. Đợt đó là bị phạt hết nhiêu tiền? Dạ em bị mức 2. Bên cạnh ý kiến ủng hộ việc giữ nguyên mức phạt vi phạm cồn như nghị định số 100, nhiều người tham gia giao thông đề xuất việc nâng mức phạt cần được thay đổi từ từ. Thay đổi từ từ chứ không phải là một phát mà kể cả phạt 100 triệu chẳng hạn, người ta vẫn uống, em dám đảm bảo luôn. Đó. Thế nên mình phải thay đổi từ từ, ví dụ là mức 2 triệu chẳng hạn, là người ta không thay đổi, là tăng lên mức 5 triệu, 5 triệu thay đổi, thì tăng lên mức 10 triệu, đấy. Thì đấy là một cái răn đe để người dân, người ta ấy, đùng một phát 7 triệu, 7 triệu hơn lương người công nhân làm thôi. Thậm chí, nhiều người dân cũng không tán thành các chuyên đề kiểm tra cồn được thực hiện thường xuyên như hiện nay. Cái việc này tôi thấy nó cũng tốt, mà nếu mà làm thường xuyên thì lại không hay lắm. Hơi có men trong người tí thì tôi nghĩ không sao đâu. Người ta vẫn làm chủ phương tiện được mà. Thế nhưng, không phải tự nhiên nghị định số 100 tăng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn và nhiều chuyên đề được tăng cường như vậy. Những năm liền kề trước năm 2020, năm mà nghị định số 100 có hiệu lực thi hành, mỗi năm cả nước xảy ra khoảng 18.000 vụ tai nạn giao thông, khoảng 10.000 người chết do tai nạn giao thông. Vào thời điểm đó, nghị định số 46 quy định mức xử phạt nồng độ cồn rất thấp và hoàn toàn không có tác dụng răn đe. Ngay khi nghị định số 100 thay thế nghị định số 46 có hiệu lực thi hành, tình hình tai nạn giao thông có sự chuyển biến rõ nét. Minh chứng là năm 2020, năm đầu tiên triển khai nghị định số 100, cả nước giảm gần 3.500 vụ tai nạn giao thông, giảm 3.300 người chết. Những năm gần đây, số vụ tai nạn giao thông, số người chết cũng liên tục giảm. Những con số trên càng thêm khẳng định, việc giữ nguyên mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn theo nghị định số 100 là giải pháp hữu hiệu nhằm kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn.